Hey yo, xin chào tất cả anh em, mình là Mel Gamer và đây là Cool Robot cập nhật tin tức cùng với mình nha. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ gửi đến cho bạn một số những cái tin tức khá là hay, đó chính là mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái giveaway hoàn toàn mới, giveaway về Helldan nha. Và trong video này luôn thì mình sẽ dò dỉ cho các bạn 28 nhiệm vụ sự kiện trong cái sự kiện Everlife Bloom phiên bản 7.9 và một số cái tin tức khác dò dỉ nha, cũng khá là hay. Và đầu tiên thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn về cái giveaway này trước. Thì mình cũng sẽ khẳng định luôn, đây là cái giveaway do Psonic tổ chức nha, chứ không phải là do mình tổ chức. Cho nên ấy là mình sẽ không có cái trách nhiệm phải công bố cho các bạn những cái gọi là danh sách trúng giải nha. Và mình cũng sẽ không có cái trách nhiệm là phải gọi là hậu thuẫn cho các bạn về sau. Ví dụ như là nếu các bạn đã trúng và các bạn không nhận được đó, thì mình chỉ là người giới thiệu mà thôi. Và cái giveaway mà mình tổ chức ấy sẽ đến trong vòng một vài ngày tới. Và trong video này mình, Michael Gamer, đóng vai trò là một người giới thiệu đến cho các bạn cái giveaway Helldan do Psonic tài trợ và tự tổ chức luôn đó. Và cái giveaway này sẽ được tổ chức trên Reddit. Đây chính là cái trang Reddit của nhà phát triển nha. Cho những bạn nào mà chưa biết thì đây chính là cái trang Cool Robots, Working Cool Robots của Psonic trên cái nền tảng Reddit. Vậy thì sau khi các bạn đã đăng nhập xong và các bạn tham gia thì các bạn sẽ đợi nha. Khi nào mà họ công bố danh sách trúng giải thì mình nghĩ là họ sẽ đăng ở đây. Các bạn sẽ vào đây để mà theo dõi cái danh sách trúng giải. Thì cách tham gia rất là đơn giản luôn. Mình sẽ để cái đường link này ở phía dưới phần mô tả của video cũng như là cái bình luận được ghim để cho các bạn tiện theo dõi. Và sau đó thì các bạn sẽ nhập cái ID của bạn đây này. Các bạn sẽ nhập cái ID của bạn vào đây nha. Sau đó các bạn sẽ nhập cái tên tài khoản trên cái nền tảng Reddit của các bạn vào đây. Sau đó các bạn sẽ đánh giá cái bản cập nhật 7.9 này 1, 2, 3, 4, 5 mức độ nha. Thấp nhất sẽ là rất tệ, số 5 sẽ là rất tốt. Sau đó các bạn sẽ gửi, không cần phải nền tảng nha. Các bạn chỉ cần nhập ID này, tên tài khoản của cái nền tảng Reddit của bạn. Sau đó các bạn sẽ đánh giá cái 7.9 cái bản cập nhật này như thế nào. Sau đó các bạn gửi. Sau khi mà các bạn gửi xong ấy, các bạn sẽ đợi nha. Và khi nào mà họ đăng cái danh sách trúng giải ở đây thì các bạn hãy vào kiểm tra xem. Và mình nhắc lại một lần nữa là mình không có trách nhiệm là phải đăng cái thông báo là danh sách trúng giải, và mình không có cái trách nhiệm là phải hậu thuẫn các bạn nếu như các bạn là người trúng các bạn không nhận được nha. Mình chỉ là người giới thiệu thôi. Ok, và đó là một số những cái tin tức. Và bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn luôn một số những cái nhiệm vụ hay ở đây, đó chính là 28 nhiệm vụ sự kiện 7.9. Thì đây sẽ là cái dò dỉ nha, nó không hoàn toàn là chắc chắn 100%. Cho nên là các bạn nếu như sau này các bạn đối chiếu với cái sự kiện chính thức ấy mà nó không phải thì các bạn cũng không nên gọi là quá gọi là kỳ vọng cao. Thì mình sẽ lướt qua nhanh thôi. Mình sẽ lướt qua cái này rất là nhanh. Thì mình sẽ dừng lại ở đây một chút để các bạn có thể chụp màn hình lại, và sau đó các bạn về các bạn nghiên cứu thêm về cái cách mà hoàn thành nhiệm vụ sự kiện nha. Và nhiệm vụ này sẽ có bao gồm cái sự xuất hiện của Misaki và chú chó Ponchi. Cho nên là các bạn sẽ thấy ở đây là chú chó này đấy, rất là buồn cười luôn. Ponchi suýt này, Ponchi sợ robot sau một lần tai nạn gì đó. Lúc nãy thì mình đã dừng lại ở đây rồi, đã có nhiệm vụ 1 đến nhiệm vụ 6. Thì bây giờ mình sẽ dừng lại tiếp từ nhiệm vụ 7 cho đến nhiệm vụ 11 luôn. Đây các bạn hãy chụp lại màn hình đi, sau đó các bạn sẽ nghiêng về nghiên cứu nha. 11 rồi đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ đến 12 này, 12 đến 15 nha. Đó, các bạn hãy chụp màn hình lại. Sau đó chúng ta sẽ từ 16 cho đến 19 nè. Ok, 16 cho đến 19 nha. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ đến 20. Từ 20 đến 25. Đây các bạn ơi, từ 20 đến 25. Và cuối cùng là từ đây 26 đến 28. Thì sẽ có 28 nhiệm vụ sự kiện nha. Nó cũng giống như các phiên bản trước thôi, cũng là 28 nhiệm vụ sự kiện. Và cái phần thưởng cho mỗi nhiệm vụ ấy, cho tổng cộng 28 nhiệm vụ luôn, đó là nằm ở trong cái hoạt động E nha. Các bạn sẽ kéo xuống từ màn hình chính trong trò chơi nha, các bạn sẽ nhìn xuống cái góc phải dưới cùng của màn hình nha. Góc phải dưới cùng, các bạn sẽ ấn vào cái mục hoạt động, các bạn sẽ vào cái mục E ấy, đó. A, B, C, D thì nó là của những cái nhiệm vụ khác. Còn E thì nó là nhiệm vụ sự kiện trong một cái phiên bản. Thì các bạn sẽ thấy rằng là thường thường nhá, thì họ sẽ cho chúng ta xu để chúng ta có thể quay được nhiều lần trong cái dương sự kiện.
thì để từ đó các bạn sẽ mở ra được một số những cái vật phẩm mới trong cái phiên bản này và kèm theo một số những cái vật phẩm cũ trong những phiên bản trước luôn, thì nó khá là hay. Và nếu như các bạn muốn có được toàn bộ 28 phần thưởng cho 28 nhiệm vụ, các bạn bắt buộc phải nạp tiền nhập vào nha. Còn nếu như không, các bạn cày chay, các bạn sẽ chỉ nhận được một số những cái phần thưởng mà thôi, các bạn sẽ không thể nào mở khóa được toàn bộ 28 cái phần thưởng. Thì đây là cái quy luật của trò chơi rồi, muốn có thì các bạn phải nạp thôi, không biết sao cả. Và cuối cùng là một số những cái tin tức khá là hay ở đây mà mình đã kịp để nốt lại vào đây cho các bạn xem. Đó chính là cái tháp pháo mới. Tháp pháo này sẽ gọi là bộ khuếch đại trọng lực, nó gọi là Gravity Amplifier. Và cái tháp pháo này thì mình cũng không rõ nó là cái gì lắm, nhưng theo mình suy đoán nó là cái thành phần trong cái tàu mẹ nha. Thật ra thì cái tin tức này nó là tiếng nước ngoài và mình dịch hoàn toàn theo bộ công cụ dịch của Google, chứ mình không có động vào bất kỳ một cái từ nào để mà biến đổi cái ý nghĩa của cái thông tin này cả. Cho nên là nó dịch như nào thì mình đã copy nguyên vào đây và cùng thảo luận với các bạn luôn. Thì cái vật phẩm này nó gọi là tháp pháo, thì nó là turret, thì cũng không biết là như thế nào, nhưng mà theo mình đoán nhá, theo như mình đoán thôi, thì nó sẽ là cái thành phần trong cái tổ mẹ nha. Mỗi tổ mẹ sẽ bao gồm một số cái thành phần, ví dụ như là Mantis sẽ là 2 này, hay là mới đây nhất là Orion sẽ là 3 thành phần. Thì theo mình đây là một cái thành phần trong tổ mẹ. Thì cái thành phần tháp gọi là tháp pháo này, nó có cái khả năng gọi là tạo ra một vùng trọng lực bất thường trên cái bề mặt chiến trường, làm chậm kẻ thù và định kỳ gây sát thương lên chúng, có nghĩa là sẽ liên tục gây sát thương lên chúng đấy. Và kẻ thù ở bên trong phạm vi này càng lâu thì nó sẽ càng chậm, và hiệu ứng chống kiểm soát không hoạt động chống lại sự chậm này, có nghĩa là cái hiệu ứng, có nghĩa là cái module anti control mà các bạn sử dụng ấy, nó sẽ không hoạt động, nói chung là nó sẽ mất tác dụng khi mà chống lại cái khả năng của cái tháp pháo này đó. Thì nói ngắn gọn lại nhá, thì cái tháp pháo này nó sẽ làm chậm và gây sát thương lên kẻ thù, và kẻ địch ở bên trong cái phạm vi của cái tháp pháo này nó bắn ra càng lâu thì cái độ chậm lại càng cao, và cái anti control mà bình thường các bạn sử dụng ấy, nó sẽ không hoạt động để mà chống lại cái hiệu ứng chậm làm chậm này. Thì mình nghĩ là cái hiệu ứng freeze hay là frozen thôi, cái hiệu ứng đóng băng ấy đấy. Thì đúng là cái hiệu ứng đấy thì cái anti control nó không có cái, nó bị mất tác dụng thật, hoặc là một cái hiệu ứng làm chậm nhưng mà kiểu mới, nhưng mà mình nghĩ khả năng cao là cái frozen hay là cái freeze thôi, chứ không phải là cái hiệu ứng làm chậm mới đâu. Tại vì căn bản trong trò chơi là cái anti control nó không hoạt động, bị mất tác dụng khi mà nó chống lại cái hiệu ứng đóng băng làm chậm. Và cái cơ chế của cái hiệu ứng đóng băng ấy là khi các bạn bị làm chậm hoàn toàn 100% nhé, thì các bạn sẽ, kẻ địch sẽ có thêm 20% sát thương đầu ra để gây lên bạn, có nghĩa là bạn sẽ nhận nhiều sát thương vào robot hơn, của robot của chính bạn hơn. Thì đó là một cái khá là khó khăn đúng không? Và kẻ thù ở bên trong phạm vi càng lâu thì càng làm chậm, có nghĩa là cái cơ hội thoát ra rất là thấp, trừ khi là các bạn có phase shift hay là các bạn có khả năng có thể nhảy ra khỏi cái vùng đó. Nói chung là cần có một cái sự cơ động nhất định. Thì cụ thể là như thế nào thì chúng ta sẽ cùng đợi trong cái phiên bản 8.0 nha. Tại vì bây giờ đây là cập nhật 7.9 diễn ra khoảng tầm vài ngày rồi. Và đó là một số cái thông tin trong cái tháp pháo này, 28 nhiệm vụ sự kiện trong cái phiên bản 7.9 của Misaki cùng với cho Ponchi và cái giveaway Helmdan. Thì các bạn thèm thấy video khá là hay đúng không? Thì đừng quên bỏ lại một like để ủng hộ cho mình, chia sẻ video cho nhiều người cùng biết hơn để họ có thể cập nhật được cái tin tức sớm nhất có thể. Và đừng quên là bật cái chuông thông báo ấy của trên kênh ấy để trở thành người đầu tiên nhận được cái video khi mà mình đăng tải lên sớm nhất có thể nhé. Và đừng quên chia sẻ cảm nghĩ của bạn về 28 nhiệm vụ sự kiện và cái tháp pháo mới này nó là cái gì, để lại ý kiến của bạn ở phía dưới phần bình luận, chúng ta sẽ còn thảo luận nhiều hơn. Mình là Michael Gamer và cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại trong các video lần sau.